Bazodo. Bazodo thì hiện nay có 3 phương pháp điều trị chủ yếu. Thứ nhất, điều trị nội khoa bằng thuốc kháng giáp tổng hợp. Thứ hai là điều trị bằng ion thuốc iốt phóng xạ. Và thứ ba là điều trị ngoại khoa. Về thuốc kháng giáp tổng hợp, hay còn gọi là phương pháp điều trị nội khoa, là hiện nay trên lâm sàng chúng ta có hai nhóm thuốc thường gặp là Uracil và Thiamazone. Thì hai nhóm thuốc này, mỗi nhóm sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau để chúng ta lựa chọn trên tùy bệnh nhân. Và mỗi bệnh nhân chúng ta sẽ tùy theo cơ địa, tùy theo nồng độ hormone giáp thì chúng ta sẽ điều trị khác nhau. Trong sách đã trình bày tất cả các cơ chế rồi, nên là hôm nay cô sẽ không nói lại nữa. Và các bạn sẽ học xử trí tình huống để xem là giữa hai nhóm thuốc này, khi nào chúng ta sẽ lựa chọn nhóm thuốc này và khi nào chúng ta sẽ lựa chọn nhóm thuốc kia, và hai nhóm thuốc này có điểm gì giống và khác nhau, và những lưu ý khi sử dụng thuốc tổng hợp. Về tình huống là một người bệnh nữ 20 tuổi đi khám vì hồi hộp đến trống ngực, mắt lồi trung chi, vùng trước cổ tăng kích thước, thì đi vào viện làm các xét nghiệm được chẩn đoán là Bazodo. Các bạn lưu ý là ở đây là các bạn chưa học về bệnh nhưng cô sẽ không cho các bạn chẩn đoán nha, mà cho sẵn các bạn chẩn đoán luôn. Thì bệnh nhân này là hiện tại không có mang thai, vậy thì thuốc kháng giáp tổng hợp ưu tiên được lựa chọn điều trị ở bệnh nhân này là gì? Cô sẽ mời một bạn nha. Lệ Chi, mời bạn Lệ Chi. Dạ. Theo em thì em sẽ lựa chọn nhóm thuốc gì cho mẹ nhân này? Theo em nghĩ là chọn Carbimazone. Vì sao em chọn như vậy? Carbimazone là có tác dụng mạnh gấp 10 lần với mình gấp 10 lần so với tế thuộc PTU là propinthiouracil. Vậy là nếu mà dùng aminothiazone thì hiện nay ít dùng vì nó độc hơn so với các thuốc khác. Vậy còn mời theo không lựa chọn vậy methinthiouracil thì vậy là propinthiouracil thì nó có tác dụng ngang nhau, nhưng mà so với tai biến có tác dụng là thua Carbimazone, vậy là tai biến là 5,8%. Thì tai biến ở đây là tai biến gì em? Tai biến như là phát ban, sốt, đau khớp, nhức đầu, buồn nôn. Cô cảm ơn em. Mời một bạn khác. Trần Công Bảo Lâm. Dạ. Cô Lâm. Lâm trả lời đi. Dạ, nghĩa là chọn thì câu D cô. Em chọn câu B, vì sao? Dạ, vì thuốc này là ít tác dụng phù hợp những cái thuốc kia cô. Thì thuộc AC, thuộc aminothiazone. Vậy Carbimazone là có thể gây quái thai.
Còn MTU thì giống như bằng hai bạn chỉ nói là có thể gây những cái tác dụng phụ như chóng mặt buồn nôn. Mời xem một bạn nữa. Mời bạn Nhã Phương. Dạ, thưa cô là em có ý kiến giống với bạn Chi là dùng Pimazone ạ. Thế thì em vì sao em lựa chọn cặp Pimazone? Dạ, thưa cô thì em cũng biết là cặp Pimazone nó có tác dụng mạnh hơn và nó ít các tai biến hơn so với các thuốc khác ạ. Cảm ơn. Thì phần trả lời, cảm ơn câu trả lời của ba bạn. Thì phần giải thích, tí nữa tới qua phần lưu ý, cô sẽ giải thích sau nha. Tiếp theo là bệnh nhân này sau khi được sử dụng thuốc điều trị thuốc kháng giáp tổng hợp thì sau một tháng bệnh nhân cần làm các xét nghiệm gì ngoài hóc môn giáp? Mời bạn Thông Nguyễn. Rồi, cảm ơn em. Vì sao em lại lựa chọn như vậy? Rồi, cảm ơn em. Mời bạn Minh Anh. Minh Anh có đồng ý với các bạn không? Dạ thưa cô, là em đồng ý với bạn Thông ạ. Thì vì sao em lại chọn cô B? Thưa cô là mình cũng làm công thức máu để xem bệnh nhân có đáp ứng thuốc hoặc với lại creatinine là để xem chức năng thận của bệnh nhân có bị suy hay không. Các bạn nào có ý kiến khác không? Mời bạn Huyền Trang. Dạ thưa cô, là theo em thì em chọn D là xét nghiệm men gan với ure máu để đánh giá chức năng gan với thận cho bệnh nhân luôn để chọn thuốc cho phù hợp. Thì xét nghiệm men gan với lại với chức năng máu để làm xét nghiệm chức năng gan thận thì là để xem nữa là thuốc có ảnh hưởng tới gan thận hay không mà. Dạ không, cô để xem thì là bệnh nhân đó có dùng thuốc có nó có được không á cô, chứ nếu mà bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan thận thì mình nên thận trọng khi dùng những cái loại thuốc khác nhau á cô. Vậy thì mình phải xét nghiệm trước khi chắc đúng không, để nếu mà em nói là để xem thử là bệnh nhân có dùng thuốc được hay không thì mình trước khi mình dùng thì mình phải xét nghiệm chứ, để cho thì sau một tháng mình lại xét nghiệm lại. Thank you.
Rồi, cũng mời bạn khác nữa. Ừ, cảm ơn em. Mời bạn Cảm An. Em cũng nghĩ là chọn là creatinine với lại công thức máu. Ừ. Vì sao? Dạ. Yeah. Cũng để như xét nghiệm máu với xét nghiệm creatinine để kiểm tra lại xem thử cái công thức máu của bệnh nhân sau một thời gian sử dụng thuốc hay là chức năng thận có vấn đề gì bị ảnh hưởng hay không. Thì cái thuốc và hóa môn giáp này cũng có tác dụng lên thận và hệ tiêu hóa nhiều. Vậy thì công thức máu thì thuốc kháng giáp nó sẽ ảnh hưởng tới chỉ số gì em? Dạ cái này thì em chưa có tìm hiểu ạ. Thì cảm ơn tất cả câu trả lời của các bạn. Đến phần lưu ý khi sử dụng thuốc kháng giáp tổng hợp. Về phần đầu tiên thì có những lưu ý như sau. Ở đây là tất cả các lưu ý này là hầu như không có trong sách, nhưng mà các bạn nhớ để ý nha. Đầu tiên là nhóm thiamazone thì có hai thuốc hay dùng là thiamazone và carbimazone. Thì hiện nay người ta sẽ ưu tiên sử dụng carbimazone hơn trong nhóm thuốc này. Vì sao? Nhóm thuốc này nói chung là sẽ tác dụng mạnh hơn và ít gây tổn thương hơn nhóm uracil. Nhưng mà người ta ưu tiên sử dụng carbimazone hơn vì nhóm thuốc này khi được vào máu sẽ chuyển hẳn qua nhóm thiamazone là một chất hoạt hóa trong gan, cần một chất hoạt hóa, một chất hoạt động luôn. Còn thiamazone thì phải chuyển hóa nhiều. Rồi chuyển hóa nhiều thì sao? Thì nó sẽ gây tổn thương gan nhiều hơn carbimazone. Các bạn lưu ý là các nhóm thuốc này hầu như là chuyển hóa ở gan, mà khi chuyển hóa ở gan nó sẽ gây ra tổn thương ở gan. Tuy nhiên nhóm thiamazone nó sẽ ít hơn là nhóm uracil. Và một cái điểm tác dụng không mong muốn tiếp theo là khi người ta làm các nghiên cứu thì nghiên cứu ở đây là gì? Là ở đây là người ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị và so sánh với tá dược, giả dược. Là giả dược ở đây là sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Thì bệnh nhân này người ta thấy là khi người ta nghiên cứu ra thì nhóm thiamazone tỷ lệ phần trăm gây tác dụng phụ mà hay gặp nhất đó chính là giảm bạch cầu hòa. Thứ hai là có thể gây sốt, có thể gây tổn thương gan. Thì tổn thương bạch cầu hòa, vậy nên chúng ta cần phải làm xét nghiệm gì? Công thức máu. Rồi, đúng rồi, là công thức máu. Thứ hai nữa là cả hai người bạn Dương Nghĩa, chỉ số bạch cầu hòa trên công thức máu sẽ biểu hiện trên các chỉ số nào em? Cô, chỉ số bạch cầu hòa trong công thức máu biểu hiện qua WBC. WBC. WBC là chỉ số gì? Số nó là tổng hợp các loại bạch cầu.
là bạch cầu chung, còn chỉ số bạch cầu hạt là khác mà. Cô mời bạn bạn Văn à? Tuyền Văn là bạn Văn à? Thưa cô, là bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit và bạch cầu ưa bazơ ạ. À, cảm ơn em, câu trả lời của bạn Văn rất là chính xác. Chỉ số bạch cầu hạt sẽ WBC là tổng tế bào bạch cầu có trong máu. Còn ngoài ra, bạch cầu ngoài bạch cầu hạt ra còn có bạch cầu lympho, bạch cầu mono. Thì hai bạch cầu này là không được gọi là bạch cầu hạt nha. Nghe bạn Nghĩa. Nghĩa hôm qua, hôm trước là hỏi thi là cô nào hỏi? Dạ là cô với cô Kim Duyên. Ừ. May mà chưa hỏi công thức máu chứ không là dính rồi. Vậy nên là đáp án câu thứ hai của mình sẽ là câu C, là công thức máu và men gan. Vì các nhóm thuốc kháng giáp này nó đã được chuyển hóa qua gan và thải qua thận, và với một chất là hầu như là không có gây độc cho cơ thể, vậy nên là nó không ảnh hưởng nhiều tới chức năng thận, vậy nên không, mình cũng không cần thiết để làm ure máu. Còn việc mà đánh giá bệnh nhân có đáp ứng thuốc hay không là đánh giá qua xét nghiệm hormone giáp, chứ không phải là đánh giá đáp ứng thuốc qua các xét nghiệm này nha. Các xét nghiệm này chủ yếu đánh giá tác dụng phụ không mong muốn của thuốc ảnh hưởng đến cơ thể người bệnh. Tiếp theo, thiamazone, carbimazone có nguy cơ gây quái thai khi bị được thiamazone được ưu tiên lựa chọn điều trị bazodo. Và tuy nhiên, nếu mà bệnh nhân có nguy cơ gây quái thai ở bệnh nhân mang thai 3 tháng đầu thì không nên lựa chọn nhóm thuốc này. Tuy nhiên, ở câu số 1, bệnh nhân của ta không có mang thai nên mình vẫn ưu tiên carbimazone, vì thứ nhất nó tác dụng mạnh, ít gây tổn thương gan, và thứ hai là bệnh nhân không mang thai. Tuy nhiên, trên lâm sàng nhiều lúc là carbimazone nó sẽ hết hàng nên bệnh nhân vẫn có thể chuyển đổi qua sử dụng BTU mặc dù nó gây tổn thương gan nhiều hơn, nhưng mà không phải là gây, nó không phải là cái tần suất gây tác dụng không mong muốn, nó là thấp, không phải là cao nên người ta vẫn có thể sử dụng được. Và sau khi sử dụng, người bệnh sẽ được theo dõi chức năng gan thường xuyên. Về thời gian điều trị, tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh, thì mức độ nặng nhẹ ở đây chúng ta sẽ phụ thuộc vào gì? Thứ nhất, phụ thuộc vào tình trạng cơ địa của bệnh nhân, bệnh nhân có bệnh kèm hay không. Thứ hai nữa là bệnh nhân mắc hormone, mắc bệnh với mức độ dựa vào hormone giáp. Khi mà các bạn làm xét nghiệm hormone giáp, sẽ phân ra tùy theo các độ, thì độ nặng nhẹ này thì khi các bạn nào đi sâu vào điều trị, chẩn đoán và điều trị thì sẽ mấy các thầy cô sẽ trình bày rõ ràng hơn. Thứ ba nữa là bệnh nhân có cơn bọt giáp hay không, đó là các yếu tố để quy định vào mức độ nặng nhẹ của bệnh, và liều tấn công duy trì phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh này và tùy theo đáp ứng của từng người bệnh. Vì mình phải phụ thuộc đáp ứng của từng người bệnh thì mình sẽ theo dõi và điều trị tấn công từ 6 đến 8 tuần. Sau khi điều trị, không phải là hormone giáp nó sẽ giảm liền, mà sẽ giảm từ sau 3 đến 4 tuần điều trị thì mình mới đánh giá được là bệnh nhân có đáp ứng hay không. Và sau 3 đến 4 tuần, mình sẽ làm sau khoảng 1 tháng mình sẽ làm lại xét nghiệm hormone giáp. Thì thường giảm ở đây là giảm ST3, ST4 hoặc là T3, T4, chứ không hề giảm TSH, vì TSH là hormone của vùng hormone do tuyến yên tiết ra. Nên khi TSH, khi mà tấn công 3 đến 4 tuần, nó vẫn vùng tuyến yên vẫn chưa có thể nào mà phục hồi lại trong
3 đến 4 tuần đầu. Vậy thì thời gian điều trị tấn công thì 6 đến 8 tuần sau khi mà đạt được chỉ số bình giác thì chúng ta sẽ bắt đầu giảm đều dần. Sau 1 đến 2 tháng thì chúng ta sẽ giảm một lần. Vậy thì giảm là bao nhiêu? Nhóm thuốc, đối với nhóm thuốc Orasin, chúng ta sẽ giảm từ 50 đến 100 micromol một lần. Còn nhóm Thiamazone và Dimazone chúng ta sẽ giảm từ 5 đến 10 mg một lần. Và điều trị duy trì chúng ta sẽ duy trì 18 đến 24 tháng. Hormone ngoài thuốc kháng giáp tổng hợp, chúng ta còn có hai cách khác để sử dụng điều trị cường giáp hay là bệnh điều trị cường giáp mà trong bệnh Bardet. Thứ hai đó chính là iốt phóng xạ. Thì iốt phóng xạ có những ưu điểm như sau: thứ nhất, thời gian điều trị ngắn; thứ hai, đáp ứng của bệnh nhân là tương đối tốt và tránh nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là nó dễ gây tổn thương tế bào, tổn thương tế bào lành tính, những tế bào còn lành, còn bình thường, hoặc là nó vượt quá liều điều trị. Nó không chỉ giảm hormone giáp xuống liều bình, xuống chức năng bình thường mà làm phá hủy luôn tế bào giáp, vậy nên nó có thể dẫn đến suy giáp. Còn đối với ngoại khoa là các tuyến giáp, thì các tuyến giáp nó sẽ có những nguy cơ sau. Thứ nhất, đối với trường hợp mà bệnh nhân to và các tuyến giáp hoàn toàn thì cơ thể chúng ta không còn khả năng tổng hợp hormone giáp, vì vậy bệnh nhân sẽ chuyển qua một bệnh mới, đó là suy giáp, nên là chúng ta sẽ cho dùng thuốc thay vì bệnh nhân cường giáp cũng uống thuốc hàng ngày thì bệnh nhân sẽ chuyển qua là suy giáp cũng là uống thuốc hàng ngày. Tuy nhiên ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là triệt để, không cần phải tái phát và hầu như là không ảnh hưởng tới bệnh nhân khi không cần phải dùng thuốc mà cũng không ảnh hưởng bởi phóng xạ. Về các liều điều trị khi nào, đối với bệnh nhân nào thì liều chọn phương pháp nào, thì qua phần điều trị các bạn sẽ được học rõ ràng hơn. Vậy thì phần trình bày về thuốc kháng giáp tổng hợp đã xong, thì có bạn nào có ý kiến thắc mắc gì không? Nếu không có bạn nhiều ý kiến, chúng ta qua phần 2 là thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Thì phần thuốc điều trị đái tháo đường này về lý thuyết các bạn đã học, cô Châu đã dạy các bạn rồi, bây giờ chỉ là nhắc lại thôi. Vậy thì một bạn nhờ cho cô biết là thuốc điều trị đái tháo đường có những nhóm thuốc nào? Là Ngọc Thúy, Lê Thúy, dạ thưa cô, anh trả lời đi. Dạ thưa cô, thuốc điều trị đái tháo đường là sẽ có, đầu tiên là insulin, thưa cô, là thuốc, thứ hai là thuốc insulin là có thuốc làm tăng nhạy cảm của tế bào đích đối với insulin. Có các thuốc các vai trò như là vai trò của incretin đối với điều trị đái tháo đường tiếp 2. Có thuốc kích thích bài tiết insulin của cô. Thì là theo em có mấy nhóm thuốc? Thưa cô, là
Dạ, 5. 5. Mà em mới trình bày 4 thôi. À, dạ, thưa cô là có thêm là có thêm thuốc ức chế. Ức chế gì? Thuốc ức chế alpha. Alpha gì? Mời bạn khác bổ sung nha. Mời bạn Ngân. Bạn Ngân có thể giúp bạn thấy không? Em thưa cô là nhưng mà chia theo cơ chế tác dụng là sẽ có 5 nhóm ạ. Còn chia theo đường dùng và nguồn gốc thì là có 2 nhóm ạ. Theo cơ chế tác dụng thì 5 nhóm là insulin, thuốc kích thích bài tiết insulin, thuốc làm tăng nhạy cảm của tế bào insulin, thuốc ức chế alpha glucosida và thuốc bắt chước in creatin và thuốc ức chế dipeptidin peptidase bộ. Thuốc tiếp theo đường dùng và nguồn gốc là có insulin và các thuốc giống incretin và thuốc hạ gluco máu dùng để uống ạ. Còn insulin là nhóm thuốc giống incretin là dùng đường gì em? Dạ thưa cô là dạ cô là tim ạ. Đầu tiên rồi cô cảm ơn bạn Ngân. Bạn Ngân trả lời rất là chính xác. Thì chúng ta có dùng 5 nhóm thuốc. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ôn lại các cơ chế của các thuốc này. Trên slide hiện đang hiển thị về cơ chế của thuốc kích thích bài tiết insulin. Thì cô sẽ mời một bạn trình bày lại. Dựa theo trên sơ đồ thì thuốc tác dụng thuốc này như thế nào? Để các bạn nào xung phong không? Cô mời bạn Quang Thái. Không bạn nào xung phong thì cô mời bạn Quang Thái trình bày. Thưa cô, cơ chế của thuốc kích thích bài tiết insulin đó là chèn kênh các cộng nhạy cảm mới ATP. Họ sẽ làm giảm các cộng đi vào tế bào, tạo ra sự khởi cực làm mở kênh canxi hai cộng và tăng các cộng từ ngoài bao vào tế bào, kích thích giải phóng insulin. Vậy thì còn gluco với lại chất amin hay ở chỗ này thì sao em? Gluco thì quá được hoạt hóa bởi enzyme đó là glucokinase, nó sẽ được và axit amin thì được chuyển hóa có tên ATP tham gia vào cảm ơn bạn Thái. Thì bạn Thái là trình bày tương đối là đầy đủ về thuốc kích thích bài tiết, tác dụng cơ chế của thuốc kích thích bài tiết insulin. Thì cô sẽ trình bày rõ hơn. Thì thuốc kích thích bài tiết insulin nó có tác động lên đâu? Nó sẽ gắn lên bề mặt của thụ thể sắc một hay là của thụ thể sulfonylurea ở đây
thì cái thụ thể này là gì? Nó sẽ ngăn chặn đi cái kem K cộng, mà kem đây là cái kem tích cực. Vì sao? Vì là cái này nó sẽ tạo điều kiện cho kali đi vào cơ thể, mà kali ở bên ngoài nó sẽ kali bên ngoài là đi vào bên trong tế bào, là nó đi từ môi trường có nồng độ thấp tới nồng độ cao. Đó, nó cần đi ngược dòng, nên là nó sẽ cần phải có một nhóm năng lượng. Thì thụ thể này nó ngăn chặn hoặc kali này, kem kali này không hoạt động nữa. Thì để bù trừ cho cái việc kali không đi vào được trong tế bào, để bù trừ cho cái việc cân bằng điện thế, thì là sẽ là nó sẽ làm thụ cực kem canxi và canxi ngoài tế bào. Và tế bào ở đây là gì? Tế bào beta đạo tụy, chứ không phải tế bào nào cũng như nhau nha. Chỉ có tế bào beta tụy thôi. Nó sẽ đi vào bên trong tế bào. Thì khi canxi đi vào bên trong tế bào thì nồng độ canxi trong tế bào beta đạo tụy sẽ tăng lên. Và việc tăng nồng độ của tế bào canxi nó sẽ làm vỡ các bọc dự trữ insulin ở bên trong tế bào beta, và nó sẽ làm phóng thích insulin. Bên cạnh đó, nó sẽ tăng hấp thu gluco từ bên ngoài tế bào vào và tăng hấp thu axit amin vào. Nó sẽ tăng chuyển hóa dưới tác dụng enzyme glucokinase, nó sẽ làm tạo ra ATP và ADP năng lượng cho tế bào hoạt động. Đó là cơ chế của thuốc kích thích bài tiết insulin lên tế bào beta đạo tụy. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến kích thích bài, nó còn ảnh hưởng đến glucose máu thông qua các cơ chế sau. Thứ nhất là tăng số lượng kích tính nhạy cảm của receptor insulin ở bạch cầu mono, tế bào mỡ và hồng cầu. Thì tăng số lượng tính nhạy cảm của receptor nhiều, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều đến glucose máu vì các tế bào này sử dụng glucose máu ít. Thứ hai, kích thích giải phóng somatostatin. Thì cái chất này là cái chất ức chế giải phóng glucagon. Glucagon không giải phóng được thì nó làm hạn chế tăng đường huyết. Thứ ba là kích thích insulin, ức chế insulin này là cái men này là men phá hủy insulin. Mà ức chế được cái men này thì insulin chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn, và từ đó dẫn đến là tác dụng nó sẽ kéo dài hơn. Và ức chế cái cực insulin và kháng thể kháng insulin thì đối với đái tháo đường tiếp 2 nó sẽ có, nó là hay còn gọi là được đái tháo đường thiếu insulin tương đối, có nghĩa là trong cơ thể bệnh nhân có insulin nhưng bệnh nhân không thể sử dụng được. Vì thứ nhất có thể là do có kháng thể, hoặc thứ hai là các tế bào nó không còn nhạy cảm đối với insulin. Vậy thì việc ức chế sự kết hợp giữa insulin và kháng thể nó cũng làm tăng lên sự hoạt động của insulin. Nhưng mà tất cả các tác dụng này không nhiều, không làm ảnh hưởng đến đường huyết nhiều. Và về phần các bạn nên lưu ý, cái việc kích thích bài tiết insulin là nó chỉ làm tăng hoạt động của tế bào beta. Vậy nên đối với những trường hợp bệnh nhân có tế bào beta tụy không còn khả năng tiết insulin nữa thì thuốc này nó không có tác dụng. Và hiện nay trên lâm sàng sẽ có hai thế hệ, thế hệ 1 và thế hệ 2. Người ta đã tìm ra cả hai thế hệ, tuy nhiên thế hệ 1 có nguy cơ gây độc cho thận nên hiện nay không còn dùng, và sẽ ưu tiên sử dụng nhóm thế hệ 2. Vì thứ nhất là hạn chế gây độc, và thứ hai là bệnh nhân chỉ cần dùng một lần trong ngày. Với nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc tăng nhạy cảm của tế bào đích đối với insulin. Hiện nay trên lâm sàng chỉ còn nhóm thuốc metformin và nhóm thuốc TZD là hai nhóm thuốc làm tăng nhạy cảm tế bào đích với insulin. Thì metformin trước tháng 9 năm 2022 thì theo Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ ADA, metformin là thuốc điều trị đầu tay ở tất cả bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 vừa mới phát hiện. Vì sao? Nó có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó gây hạ đường huyết, tác dụng gây hạ đường huyết của nó cao. Tuy nhiên, nó không làm hạ đường huyết quá mức. Thứ ba là bệnh nhân không cần phải tăng cân.
không tăng cân khi sử dụng thuốc. Và thứ tư, một cái điều rất quan trọng đó chính là giá thành nó rẻ. Vì các bạn biết mà, đái tháo đường là thuốc điều trị liên tục đến hết cuối đời, kể từ khi bệnh nhân được phát hiện. Vậy nên nó là một gánh nặng kinh tế tương đối lớn đối với bệnh nhân. Nên mình khi nào mình sử dụng, mình phải cân nhắc việc thứ nhất là thuốc đó có tác dụng tốt đối với bệnh nhân không, thứ hai là bệnh nhân có thể sử dụng lâu dài với mình hay không. Và vậy thì mới phục minh là một thuốc rất là phù hợp đối với bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên hiện nay đối với bệnh nhân sau phác đồ tháng 9 năm 2022 có một cái nghiên cứu mới là những người nào mà có chống chỉ định với máy phục minh là do dị ứng hoặc là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 vừa mới phát hiện, tuy nhiên có bệnh lý kèm theo như bệnh mạch vành, bệnh tim mạch, xơ vữa mạch hoặc là bệnh thận thì sẽ không còn, máy phục minh không còn là lựa chọn đầu tay nữa mà sẽ là nhóm thuốc khác, đó là GLP-1 và SGLT-2 là hai nhóm thuốc thay thế máy phục minh để điều trị đối với bệnh nhân có bệnh nền. Vậy thì thuốc làm tăng nhạy cảm của tế bào đích đối với insulin nó sẽ có cơ chế như thế nào? Hiện nay người ta vẫn chưa tìm được rõ ràng các cơ chế của nhóm thuốc này. Tuy nhiên người ta tìm ra được tác dụng của nó. Thứ nhất là làm tăng nhạy cảm của insulin đối với ở mô ngoại vi, là cái này là cơ chế chung của cả nhóm thuốc này. Ngoài ra máy phục minh còn có thể là giảm sản xuất gluco tại gan. Giảm sản xuất ở đây có nghĩa là giảm tăng tạo gluco từ các axit amin và các axit béo. Và ngoài ra giảm chuyển hóa từ glycogen thành gluco. Thứ hai nữa là bệnh nhân chậm hấp thu đường bột thì chậm hấp thu thì nó sẽ làm không gây tăng cân. Tuy nhiên thuốc này nó sẽ có một lưu ý là bệnh nhân chỉ tác dụng khi có mặt insulin nội sinh, nên là bệnh nhân nào chỉ còn khả năng tiết insulin thì mình mới được sử dụng, hoặc bệnh nhân khi được sử dụng insulin khi sử dụng metformin mà tế bào beta tụy không còn khả năng tiết insulin nữa thì chúng ta phải bổ sung insulin từ bên ngoài, có nghĩa là kết hợp thuốc. Về phần lưu ý quan trọng, thuốc này bị ảnh hưởng bởi dịch dạ dày bị phá hủy, nên khi uống các bạn không được nhai mà phải để thuốc nguyên vẹn và uống trong và sau bữa ăn. Đến nhóm thuốc thứ hai trong nhóm này là nhóm TSD. Thì bên về tắt nhóm này thì cơ bệnh nhân này tác dụng, ngoài việc tác dụng lên hạ đường huyết, nó còn có lợi trên tim mạch, mà cụ thể đây là trên huyết áp, nó làm giảm trương lực mạch và bảo vệ nội mạc, lớp nội mạc, nên là làm giảm đi sự hình thành mảng xơ vữa. Về phần nhược điểm, có ưu điểm thì sẽ có nhược điểm. Thì nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là không có tác dụng hạ đường huyết liền, mà sau 2 đến 3 tháng mình mới đánh giá được là nhóm thuốc này có tác dụng hay không. Và không phải là cá nhân nào nó cũng tác dụng như nhau, mà vậy nên là chúng ta muốn đánh giá bệnh nhân này có đáp ứng hay không thì chúng ta phải cần đến 2 đến 3 tháng. Mà 2 đến 3 tháng mà các bạn chỉ dùng đơn độc cái thuốc TSD này thì bệnh nhân sẽ bị mất đi 2-3 tháng điều trị. Nếu sau 2-3 tháng bệnh nhân không đáp ứng thì sẽ bị mất đi 2 tháng điều trị. Vì vậy, bệnh nhân thuốc TSD không phải là thuốc điều trị đầu tay mà chúng ta có thể kết hợp khi dùng với máy phục minh. Ngoài ra, đối với một số bệnh nhân nó có thể gây phù hai chân. Tuy nhiên, cái phù này khi các bạn hết ngưng thuốc thì nó sẽ mắc phù.
Hiện nay trên lâm sàng có hai thuốc được sử dụng tìm ra là Rosiglitazone và Bioglitazone. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị thì cái nhóm thuốc Rosiglitazone người ta ghi được các bằng chứng có giá trị. Nhóm thuốc này nó có gây nguy cơ tổn thương tim mạch. Nên FDA hiện tại, FDA là cơ quan thuốc của Hoa Kỳ á, thì người ta đã chỉ còn sử dụng Bioglitazone mà thôi. Thì nhóm thuốc này thì tác dụng rất tốt lên hạ đường huyết và nó làm có thể là bảo vệ cơ thể đối với hệ tim mạch. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân có nguy cơ ung thư bàng quang hoặc là bệnh nhân đang bị ung thư bàng quang thì không được sử dụng nhóm thuốc này. Thứ ba, nhóm thuốc thứ ba là nhóm thuốc làm giảm hấp thu gluco ở ruột. Thì cô mời một bạn dựa trên cái sơ đồ hiển thị trên slide thì sẽ trình bày lại cơ chế của nhóm thuốc này là gì. Cô mời bạn Thùy Dung. Thưa cô, cơ chế thuốc làm giảm hấp thu glucose ở ruột là em chưa biết. Ừ. Cảm ơn em, cô sẽ mời bạn khác. Cô mời bạn Lan Nhi. Bạn Nhiê có đây không? Có người bạn khác, bạn Trang lưu ý là những bạn nào mà cô đọc tên mà không có tham gia và đi danh sách lại cho cô nha. Cô mời bạn Võ Thị Thanh Bình. Dạ thưa cô, là nhóm thuốc làm giảm hấp thu gluco ở ruột, còn gọi là nhóm ức chế mang alpha glucosid, nên là nó không chuyển thành đường đau được, mà ruột nó chỉ hấp thụ được đường đau nên là không thì thức ăn của mình đưa vô là đường gì em? Dạ thưa cô, là thức ăn mình đưa vô là đường đo. Thì cái men này là sẽ tạo thành đường, từ đường đa chuyển qua thành đường đơn để mà minh mật ruột hấp thu. Mà nó không chuyển được nên là minh mật ruột không hấp thu được. Đúng không? Đúng ý em không? Dạ. Dạ, cảm ơn bạn Bình. Trang ơi. Em đây cô. Tạm thời là lớp mình sẽ giả lao khoảng 10 phút. Trong thời gian này em điểm danh dùm cô nha.
tạm thời hiện tại là chúng ta có 37 người. 37 người mà của cô lên 3 cái là tụi em còn 34 bạn. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ vắng 5 bạn. Em điểm nhanh thử là 5 bạn vắng là ai nhé. Dạ dạ cô. Hai, 3 giờ 5 chúng ta sẽ tiếp tục.
Vậy là xong rồi, các bạn vô lớp bắt đầu, chúng ta bắt đầu tiếp tục bài học nhé. Chúng ta sẽ quay lại nhóm thuốc là giảm hấp thu gluco ở ruột. Thì lúc giống như là lúc nãy bạn đã trình bày thì tương đối là đầy đủ và chính xác, thì bây giờ tôi sẽ trình bày lại rõ ràng hơn, chi tiết hơn cho các bạn. Thuốc là giảm hấp thu gluco ở ruột mà ở đây là chủ yếu là nhóm thuốc acarbo thì nó có tác dụng gì? Thức ăn đưa vào trong cơ thể nhóm glucid chủ yếu là đường đa. Đường đa nó sẽ cắt bởi alpha amyla trở thành đường đôi, và đường đôi này sẽ được tiếp tục được men alpha glucosida cắt tạo thành monosaccharide hay là đường đơn, và đường đơn và chính đây chính là gluco. Thì khi mà alpha acarbo uống vào được hấp thu thì nó sẽ gắn kết và làm ức chế cả hai men này, mà chủ yếu là men alpha glucosida. Thì ức chế cái men này thì cái nhóm disaccharide hay là đường đôi nó sẽ không thể chuyển hóa nào thành đường đơn là gluco, thì ruột nên là ruột chúng ta không thể hấp thu được, thì đó là giảm gluco được hấp thu. Tuy nhiên nó chỉ làm giảm thôi, vì tác dụng ở một số tế bào, không phải tế bào nào nó cũng có thể gây giảm. Vậy nên nó sẽ có những cái mặt lợi và mặt hại như sau. Về mặt lợi, nó sẽ là nguy cơ hạ đường huyết của nó thấp. Vì sao? Vì nó sẽ ảnh hưởng tới ít các tế bào niêm mạc ruột. Vậy nên là cái lượng đường hấp thụ của chúng ta vẫn có, nhưng mà ít hơn so với bình thường. Nhưng mà vừa ưu điểm, cái này là vừa ưu điểm vừa nhược điểm. Vừa nhược điểm là gì? Nó vẫn có thể hạn chế được một phần, nhưng là hiệu quả điều trị của nó không cao. Và nhược điểm thứ hai, khi mà đường không được hấp thu vào trong cơ thể thì nó sẽ tồn tại trên bề mặt tế bào nhiều, và trong một thời gian dài nó sẽ gây ra, thứ nhất là chướng hơi này, khó tiêu này, bệnh nhân có cảm giác bị tiêu chảy này, đó là những tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Và thuốc này không được lựa chọn là thuốc điều trị đầu tay, vì tác dụng hạ đường huyết của nó thấp, nên là trong mọi trường hợp nó chỉ được kết hợp đối với sử dụng bên cạnh nesmin để điều trị bệnh nhân đái tháo đường kèm với vì bệnh nhân không hấp thu được, nên là sẽ cảm giác chán đầy hơi, mà đầy hơi thì bệnh nhân cảm giác no lâu chán ăn, nên là sẽ giúp cho bệnh nhân giảm cân vì giảm lượng thức ăn đưa vào. Nhóm thuốc thứ ba là nhóm thuốc giống incretin và nhóm demulon. Thì cô sẽ mời một bạn trình bày. Cô mời bạn Diệu Hâm. Thưa cô, là cơ chế tác dụng của hiệu incretin là incretin nó sẽ kích thích bài tiết insulin và và
và ức chế sẽ tấm kém bài tiết glucagon. Nên là nó sẽ dẫn đến là giảm dẫn sức glucose tại gan và làm giảm sức glucose tại gan. Nên là nó làm sẽ làm hạ glucose sau khi mình đó hoặc là sau ăn. Cô một bạn khác có thể trình bày lại rõ ràng hơn. Cảm ơn bạn Diệu Thanh. Mời bạn nóng lắm mình ít nam nhỉ. Bạn Tú Lê. Dạ thưa cô, nhóm thuốc incretin này thì nó sẽ khi mà thuốc giống incretin thì khi mà dùng thuốc này thì ruột nó sẽ thì sẽ kích thích cho tế bào tủy tiết ra tăng tiết ra insulin, đồng thời là giảm glucagon, dẫn đến là việc giảm glucose tại gan. Vì tăng tiết insulin nên là sẽ xuất hiện sẽ có nhiều sẽ làm tăng glucose, nên là tăng cơ thể sẽ tăng hấp thu glucose, dẫn đến là việc giảm glucose và gây đói sau khi ăn, gây đói cho bệnh nhân. Cảm ơn bạn Tú. Cô sẽ mời bạn khác. Mời bạn bạn Bảo Lâm, Trần Công Bảo Lâm. Trần Công Bảo Lâm, Lâm có đây không? Dạ, gọi là em cùng giọng bằng quá, em cũng gọi chỉ bổ sung đi. Các bạn nhà có ý kiến bổ sung không? Nếu mà không có bạn nào bổ sung thì cô sẽ trình bày. Thì các bạn trình bày cũng tương đối đầy đủ rồi. Thì cô sẽ trình bày lại cái hiệu ứng incretin này. Thì incretin này á là một chất có ở đâu? Được tiết ra ở niêm mạc ruột. Khi nào thức ăn được đưa vào cơ thể và được đưa xuống ruột thì sẽ kích thích ruột tiết ra chất incretin này. Mà hai chất tiết ra incretin này đó chính là GLP-1 và GIP. Thì hai chất này sẽ làm tăng incretin, tăng tiết incretin ở niêm mạc ruột. Thì vì incretin này nó có tác dụng gì? Thứ nhất, tác dụng tế bào beta của đạo tụy, nó làm tăng tiết insulin. Thứ hai, nó làm tăng kích thích lên tế bào, ức chế tế bào alpha của đạo tụy, nó sẽ làm giảm tiết glucagon. Thì cả hai cái chất này nó điều tùy tiết nhiều hay ít hoặc là ảnh hưởng nhiều hay ít tùy thuộc vào nồng độ glucose trong máu. Khi mà hai chất này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà nồng độ glucose máu cao thì sẽ tiết ra nhiều hơn, còn hàm lượng glucose trong máu trong thấp thì nó sẽ tiết ra ít hơn. Mà khi mà nồng độ càng cao thì nó tiết ra nhiều, nên là việc đáp ứng điều trị nó rất là tốt. Và hai cái này, một cái tăng sản xuất insulin, một cái giảm glucagon, điều này dẫn đến là nó sẽ làm giảm glucose trong máu, mà chủ yếu là sau ăn. Đó là nhóm thuốc giống bắt chước incretin. Còn đối với nhóm DV4 thì DV4 là một chất enzyme. Mà enzyme ở đây là enzyme gì? Dipeptidase 4. Thì chất này nó sẽ gây ức chế hai hoạt động của hai nhóm, hai men là GLP-1 và GIP.
thì các bạn nên nhớ là sẽ có hai nhóm thuốc là GLP-1 và SGLT-2 là hai thuốc chúng ta sẽ đọc theo tiếng Anh. Còn nhóm thuốc ức chế DV4 thì sẽ đọc theo DV4, mình cũng chả hiểu vì sao có sự khác biệt. Thì nhóm nên là đọc tiếng Anh để mà lỡ nhưng mà mấy bác có hỏi thì các bạn cũng trả lời bằng tiếng Anh thì nó mấy bác sẽ hiểu hơn. Và mấy bác biết mình có tìm hiểu. Chứ mà đọc VLB1 thì cũng được, nhưng mà trên lâm sàng người ta ít có đọc như vậy. VLB1 thì khi mà cái mình ức chế cái men đi rồi thì DB4 không hoạt động, thì nó sẽ làm tăng hoạt động của GLP-1 và GIP. Và lúc đó thì incretin nó sẽ tăng hoạt động hơn. Vậy thì cái nhóm này nó sẽ tăng incretin gián tiếp thông qua, cái thuốc này sẽ tăng incretin gián tiếp thông qua việc ức chế của enzyme DB4. Ngoài ra nhóm thuốc này nó có tác dụng nữa, đó chính là làm chậm hấp thu ở ruột, giảm hấp thu gluco trong máu, chậm hấp thu thức ăn là chậm, nên là việc giảm cân của nhóm thuốc này rất là tốt. Vì nó có những ưu điểm như vậy nên trên lâm sàng người ta có thể sử dụng thuốc này thay thế cho metformin, vì nó chỉ ảnh hưởng đến tế bào tụy. Khi nào gluco máu càng cao thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc tăng tiết insulin và gluco gom càng cao. Vậy nên nó sẽ không làm cái sự hạ đường huyết của nó sẽ không cao, thì nó sẽ tùy thuộc vào nồng độ glucose máu của bệnh nhân. Đó là ưu điểm. Còn nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là giá thành tương đối cao và phải tiêm thường xuyên, tiêm sau mỗi bữa ăn, vì incretin nó chỉ được tiết ra nhiều khi mà trong bữa ăn thôi, nên là trong hoặc là sau bữa ăn chúng ta mới tiêm cái GLP-1 này, lúc đó thì thuốc mới được tác dụng nhất. Thì sẽ đó là hai nhược điểm của nhóm thuốc này. Bên cạnh đó có một nhóm thuốc khác là Bramlintic. Đây cũng là một nhóm thuốc có tính chất tương tự đối với liên quan đến incretin. Thì đây là một chất đồng đẳng với amylin của amylin. Thì amylin là được dự trữ và tiết ra cùng với insulin ở tế bào beta đạo tụy. Thì nó có, bên như lúc trước chúng ta học là sẽ có hai nhóm thuốc, có hai nhóm hormone để cân bằng đường huyết trong máu. Là nhóm hormone thứ nhất là nhóm hormone tăng đường huyết, thì ta có rất nhiều. Thứ nhất là glucagon này. Thứ hai là nhóm thuốc hormone tuyến giáp này. Và nhóm thuốc do tuyến thượng thận tiết ra này, vân vân. Thì rất nhiều nhóm thuốc làm tăng đường máu, và chỉ có một hormone duy nhất mà làm bị hạ đường máu, đó chính là insulin. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhóm mới, đó chính là amylin. Thì amylin nó cũng tương tự insulin mà, là tiết ra ở tế bào beta. Tuy nhiên cái amylin này á, nó rất là thấp, nồng độ nó là thấp. Thứ hai nữa là cái việc sản xuất insulin amylin này á, nó sẽ khó khăn hơn với insulin. Vậy nên nhược điểm của nó là giá thành cao. Thứ hai nữa là amylin nó có tác dụng là ức chế sự thèm ăn và tháo rỗng dạ dày, cùng với ức chế bài tiết glucagon liên quan đến hấp thu thức ăn. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta, nó sẽ liên quan đến bữa ăn, khi bệnh nhân ăn thì amylin này mới được tiết ra. Vì vậy chúng ta phải sử dụng nhiều lần trong ngày và cùng trước bữa ăn hoặc là trong bữa ăn thì nhóm thuốc này mới được tác dụng nhất. Về bên cạnh đó, nó được tiết ra bởi tế bào beta đạo tụy, nên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 được xem là thiếu hụt hoàn toàn amylin. Đây là Bramlintic nó sẽ điều trị ở cả đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Và có một điểm
Tiếp theo, nó cũng giống tương tự insulin là gì? Là nó dùng ở đường tim vì nó dễ bị phá hủy bởi dịch ruột và dịch dạ dày. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngoài năm nhóm thuốc, ngoài bốn nhóm thuốc vừa trình bày về insulin, thì hiện nay chúng ta sẽ có nhóm thuốc mới là thuốc ức chế SGLT. Là SGLT là gì? Đây là một cái kênh để tái hấp thu gluco từ trong các dịch đi vào. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều vị trí có cái thụ thể SGLT này. SGLT này là sẽ đánh số từ 1 đến 4 tùy theo vị trí mà mỗi số khác nhau. Thì ở niêm mạc ruột là sẽ có SGLT 2. Ở tế bào cạnh cầu thận, tế bào cầu thận sẽ có SGLT 2. Còn đối với tế bào ruột là SGLT 1, thì cả hai cái này nó đều làm tăng hấp thu gluco từ bên ngoài vào, còn bên này nó sẽ hấp thu gluco từ trong, tái hấp thu gluco từ trong nước tiểu vào lại tế bào. Vậy nên trên lâm sàng hiện nay sẽ có một thuốc người ta chỉ mới tìm được nhóm thuốc để gây ức chế được cái thụ thể này. Khi mà chúng ta đánh ức chế thụ thể này thì gluco trong sẽ không được tái hấp thu, mà không được tái hấp thu thì nó sẽ làm giảm gluco trong máu. Thuốc này nó rất là tốt là sao? Vì thứ nhất, nó sẽ làm không gây ảnh hưởng đến việc hấp thu gluco từ nguồn đưa vào. Vậy nên là cơ thể của mình sẽ không bị hạ đường máu và cơ thể được sử dụng hết rồi, sử dụng đầy, cung cấp tương đối đầy đủ cho các hoạt động sống cơ bản của bệnh nhân. Rồi khi nào gluco còn dư thừa thì nó sẽ đến đường máu, thì lúc này thì cơ thể mới tiết lọc ra. Thì khi mình ức chế không tái hấp thu nữa thì sẽ bị mất lượng gluco, vậy nên nó sẽ không ảnh hưởng nhiều, không có nguy cơ hạ đường máu. Tuy nhiên ở đây là gì? Tuy nhiên ở đây, khi mà nồng độ gluco trong máu, trong nước tiểu tăng cao, nó sẽ làm môi trường, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Vậy nên đối với bệnh nhân có các bệnh nhân mà có tiền sử, thứ nhất là tiền sử nhiễm trùng tiết niệu này, thứ hai là tiền sử dị dạng thực quản, niệu đạo, và thứ ba là bệnh nhân có tiền sử về thận, sỏi thận hạn chế, hầu như là người ta sẽ không sử dụng SGLT2 vì nó sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu cho bệnh nhân. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một nhóm thuốc rất là quan trọng, đó chính là insulin. Thì insulin như các bạn đã được học, đó chính là một hormone, mà hormone này sẽ do tế bào beta tuyến tụy tiết ra và có chức năng là làm giảm glucose máu. Về vai trò của insulin thì trong sách đã rõ và các bạn đã được học ở phần sinh lý rồi, cô sẽ không nhắc lại. Chú ý cho các bạn là insulin nó sẽ ảnh hưởng tới nồng độ kali máu, là sẽ làm tăng kali từ bên ngoài tế bào đi vào trong tế bào, nên khi mà các bạn sử dụng insulin sẽ làm có nguy cơ hạ kali máu. Vậy nên chúng ta cần phải xét nghiệm kali máu khi sử dụng, bệnh nhân sử dụng insulin để tránh các trường hợp mà bệnh nhân gây hại kali máu, nhất là các trong trường hợp người bệnh đái tháo đường cấp cứu mà cần phải truyền insulin qua tĩnh mạch. Thì nhắc lại một số điểm lưu ý của việc đồng học của insulin, thì insulin dễ bị phân hủy bởi men tiêu hóa, vậy nên chúng ta sẽ không dùng đường uống mà sẽ dùng tiêm, thường là tiêm dưới da, trong các trường hợp cấp cứu chúng ta mới tiêm tĩnh mạch. Thứ hai là thời gian bán hủy nhanh ngắn, cái gì bị phân hủy bởi enzyme insulin này, vậy nên chúng ta cần phải bào chế dưới dạng kết hợp để mà tồn thời gian tồn tại lâu hơn và bị insulin tác dụng được lâu hơn. Về tác dụng không mong muốn, có những tác dụng không mong muốn hay thường gặp như sau. Thứ nhất, insulin sẽ gây hại glucose máu. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào
cũng có thể gây hạ colesterol máu. Chỉ đến khi mà bệnh nhân nào vừa sử dụng insulin mà lại ngưng không ăn uống luôn, là có nghĩa là bệnh nhân sợ tăng đường máu nên là bệnh nhân hạn chế ăn hoặc là ngưng ăn thì nó sẽ gây hạ colesterol máu. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân tuân thủ điều trị ăn uống đầy đủ, hạn chế các bột nhưng mà vẫn ăn uống đầy đủ thì tác dụng không uống này là hầu như không có. Thứ hai là dị ứng. Việc thuốc đưa vào trong cơ thể đều là một hóc tinh, mà insulin dù nó là một hóc môn, tuy nhiên khi mà insulin đường tim, insulin mà từ bên ngoài vào là một insulin tổng hợp nên là nó sẽ khác với insulin trong cơ thể mình. Vậy nên nó sẽ là một chất hóc tinh, mà hóc tinh là một chất bán kháng nguyên. Bán kháng nguyên thì nó sẽ có thể nguy cơ trở thành kháng nguyên, để trở nó sẽ hình thành lên phản ứng kháng nguyên kháng thể, là hình thành lên các phản ứng dị ứng đối với bệnh nhân. Như trường hợp này là tùy theo cơ địa. Ba là phản ứng tại chỗ tim. Về phản ứng tại chỗ tim là sẽ có các phản ứng như thứ nhất là teo mỡ, mô mỡ hoặc là sưng đau này, hoặc là phì đại mô mỡ. Vậy nên khi các bạn dặn dò hoặc là tim bệnh nhân đái tháo đường mà tiêm insulin, đái tháo đường thì các bạn tim ở đâu? Và bạn Lê Đình Sơn, tiêm insulin là bạn sẽ tiêm ở đâu? Dạ, tiêm quanh đốn ạ. Ngoài cánh đốn, quanh đốn ra còn chỗ nào nữa không? Dạ, tiêm nơi đùi ạ. Mặt trước của đùi nha, không phải chỗ nào cũng được. Cảm ơn nghe. Dạ. Chúng ta sẽ thay đổi vị trí tiêm thường xuyên để hạn chế được các phản ứng tại chỗ tiêm. Và thứ tư là nguy cơ tăng đường huyết hồi ứng. Có nghĩa là gì? Là khi mà trong trường hợp mà bệnh nhân sử dụng lượng insulin cao, thì khi mà chúng ta dừng đột ngột thì phản ứng của cơ thể sẽ tăng đường huyết hồi ứng, và lúc này sẽ tăng nguy cơ các biến chứng của tăng đường huyết, như là có thể là hôn mê, gia tăng cortisol, hôn mê, gia tăng áp lực thẩm thấu. Vậy nên chúng ta không được khuyên bệnh nhân là không được ngừng đột ngột, mà khi gần sắp hết thuốc bệnh nhân phải đi khám để nhận thuốc để về tiêm kịp thời. Và thứ năm là hình thành kháng thể kháng insulin. Thì cái này cũng tùy theo cơ địa của mỗi người thôi. Thì phần chỉ định thì trong sách đã rõ ràng rồi, cô chỉ nhắc lại thôi. Đối với trong trường hợp thiếu hụt insulin hoàn toàn là đái tháo đường tiếp 1 và cắt mỡ tụy tạng. Khi mà cắt mỡ tụy thì tất nhiên là tế bào beta không thể nào tiết ra được nữa. Đây là một dạng của thiếu hụt insulin hoàn toàn, chúng ta phải bổ sung insulin từ bên ngoài vào. Còn đối với đái tháo đường tiếp 2, chúng ta sử dụng insulin khi nào? Thứ nhất, khi sử dụng được thuốc uống có sự kết hợp của các nhóm thuốc mà vẫn không được đạt được mục tiêu điều trị. Thứ hai, bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đang có stress. Stress ở đây là gì? Stress ở đây là thứ nhất là bệnh nhân đang bị một cái chấn thương hoặc là bị cái cuộc mổ phẫu thuật. Thứ hai nữa là bệnh nhân có thể là bị nhiễm trùng huyết nặng. Bệnh nhân đấy, một bạn cho cô biết là vì sao bệnh nhân trong tình trạng stress thì chúng ta cần phải tiêm insulin. Mời bạn Vi. Dạ là em chưa suy nghĩ ra cô. Nó sẽ liên quan tới glucocorticoid, nó sẽ liên quan tới hormone của tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận sẽ có các hormone gì? Corticoid, anesterone, và gì nữa? Cortisol. Corticoid là nhóm chất sẽ tiết ra nhiều khi bệnh nhân có bị stress. Bên cạnh
cortisone, thì hai cái này nó sẽ làm bệnh nhân trong tình trạng stress, thì hai cái này sẽ tăng lên. Để là thứ nhất là làm bệnh nhân hạn chế đau, và bệnh nhân này trong trường hợp nó sẽ tăng hai chất đó lên để trong trường hợp tránh làm cái mức độ giảm stress nó ảnh hưởng đến một cái chất, rồi là tăng một cái bệnh nhân có niềm vui á, để làm bệnh nhân hạn chế đau á, nên là sẽ tăng lên. Mà trong trường hợp này tăng lên thì nồng độ glucose máu của mình sẽ tăng cao. Nồng độ glucose tăng cao thì chúng ta phải dùng thêm thuốc insulin. Để có thể trong trường hợp này chúng ta dùng, mà sau khi bệnh nhân hết stress thì chúng ta có thể ngừng. Trường hợp thứ hai nữa là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có các biến chứng nặng như là nhiễm toan cetone nè, nhiễm toan nhiễm hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu. Ngoài ra có thể có biến chứng ở mạch máu, biến chứng đến các cơ quan đích như là thận, mắt, võng mạc, tim. Ngoài ra một khác là bệnh nhân có thai, phụ nữ có thai được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta sẽ chỉ định thuốc tim hơn là thuốc uống, thì thuốc tim nó sẽ ít có nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh nhân đến thai nhi. Rồi loại insulin. Loại insulin thì có rất nhiều loại, cô sẽ không nhắc lại. Tuy nhiên có những lưu ý là đối với trong trường hợp cấp cứu, trong trường hợp mà bệnh nhân mắc đái tháo đường có trường hợp cấp cứu như là hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu hoặc là hôn mê do nhiễm toan cetone thì có thể truyền tĩnh mạch. Thì lúc này bệnh nhân sẽ có nhiễm toan cetone, bệnh nhân sẽ có thể nôn. Nôn nhiều gây nguy cơ mắc nước. Thì khi gây nguy cơ mắc nước thì lớp tế bào mỡ, lớp tế bào dưới da nó sẽ giảm thể tích, sẽ giảm cái lớp này. Và khi mà chúng ta tiêm vào thì nó sẽ không còn hoạt động nhiều nữa, nó sẽ không còn hấp thu nhanh. Vậy nên chúng ta phải cần một cái, khi mà trong trường hợp cấp cứu chúng ta phải cần phải một cái gì tác dụng nhanh gọn lại mà có thể hấp thu nhanh, mà tác dụng cũng nhanh. Thì đó là đường truyền tĩnh mạch, nó sẽ hấp thu nhanh, việc anh dược hấp thu thẳng vào đường máu luôn. Mà chỉ trong tất cả các insulin thì sẽ có nhóm insulin tác dụng nhanh là có thể được truyền được tĩnh mạch. Nhóm thuốc thứ hai các bạn có thể lưu ý đó là insulin tác dụng kéo dài. Vì sao lưu ý là tác dụng phần ấy là nó không có đỉnh tác dụng, vậy mà nó cứ một đường thẳng. Khi các bạn sử dụng insulin tác dụng kéo dài thì nó sẽ có một đường thẳng, mà khi một đường thẳng thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cái phần đường huyết, mà nó sẽ tăng bằng đường huyết từ từ, không quá cao, không ảnh hưởng quá cao, nhưng mà nó sẽ là một mức này, nó kết hợp với các thuốc uống sẽ làm kiểm soát đường huyết tốt hơn. Về liều lượng thì nó sẽ có sự dao động. Vì sao? Thì thứ nhất nó phụ thuộc vào cơ địa của bệnh nhân, thứ hai là phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh, và thứ ba nữa là tình trạng nhập viện của bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân nhập viện thì bệnh nhân có hôn mê gì không, có nguy cơ cấp cứu gì không. Thứ hai nữa là nồng độ glucose máu đói hoặc là HbA1c lúc mà được chẩn đoán thì như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ tùy chỉnh nồng độ, nhưng mà thường là giới hạn liều bắt đầu đối với đái tháo đường tiếp 1 là 0.5 đến 1 đơn vị trên ngày. Còn đối với đái tháo đường tiếp 2, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng insulin là insulin nền trước tiên. Khi mà sử dụng liều insulin nền kết hợp với các thuốc uống thì liều khởi đầu thông thường là 10 đơn vị hoặc là 0.1 đến 0.2 đơn vị trên kg trên ngày. Rồi đây là các phác đồ điều trị insulin tiếp 1 đang sử dụng hay sử dụng. Ở phác đồ này cô lấy từ phác đồ điều trị ULI, hướng dẫn và điều trị bệnh đái tháo đường của ADA năm 2022. Nó so sánh cái sự linh hoạt và giảm và biến chứng hạ đường máu và chi phí với các phác đồ khác nhau. Phác đồ tiêm nhiều lần hàng ngày ở đây chính là
tim sử dụng bằng bút, bằng bút bấm á, thì vì sao có tính linh hoạt? Tính linh hoạt là bệnh nhân tự làm, tự làm tự tiêm, và tiêm ở đâu cũng được, tiêm ở đâu cũng được, là vì có thể là ở nhà tiêm cũng được, hoặc đi chơi tiêm cũng được, nên là rất là tiện lợi. Và thứ hai là cái bút này người ta đã làm sẵn cái nồng độ bao nhiêu rồi, mỗi lần số lượng đơn vị tiêm mỗi lần, nên là sẽ giảm được nguy cơ hạ đường máu, là để khi mà bệnh nhân không biết lấy lượng bao nhiêu là đủ. Thứ hai nữa là mình tiêm nhiều lần trong ngày, nên là cái lượng mỗi cái lượng đơn vị tiêm mỗi lần sẽ ít đi, vì vậy nó sẽ giảm nguy cơ hạ đường máu. Tuy nhiên vì nó có quá nhiều mặt lợi như thế thì nó sẽ có một mặt hại, đó chính là chi phí rất cao. Nhưng đối với bệnh nhân nào mà có điều kiện dùng thì các bạn hãy dùng, còn không thì có thể dùng những các thuốc thay thế khác. Cái này cũng nhớ là hình như là tùy theo bút, mà mỗi bút là tầm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu một là một cái bút. Một bút đó thì thông thường thường khoảng là khoảng tầm tầm đâu đó một tháng. Thì đó, còn thứ hai là liều tiêm insulin thay thế, thì các phác đồ này là phải tiêm bằng bút, không phải tiêm bằng bút nữa, mà sẽ là tiêm bằng ống tiêm. Thì ống tiêm thì sẽ thứ nhất là sẽ đau đớn cho bệnh nhân hơn, gây sợ hãi, mà bệnh nhân thì có thể là đối với bệnh nhân nhỏ không thể tự tiêm được mà phải nhờ người lớn hoặc là nhờ nhân viên y tế, thì tính linh hoạt của nó sẽ ít đi. Thứ hai nữa là phải giảm nguy cơ hạn máu vì tiêm ít lần hơn, số lượng không thể nào mà nhiều lần bằng cái tiêm bằng bút được, nên là cái nguy cơ hạ đường máu của nó cao. Thứ hai nữa là việc người nhà tiêm thì nó sẽ không có dễ dẫn đến là lấy thuốc không đúng, có thể là quá liều, nên là nó sẽ có nguy cơ hạ đường máu cao hơn. Nhưng mà có được cái là chi phí của nó thấp, thì có thể một số thuốc là được bảo hiểm chi trả. Về phần lý thuyết và phần trình bày đã xong, thì không biết là có bạn nào có ý kiến thắc mắc gì không? Nếu không có bạn nào có ý kiến thì chúng ta sẽ đi qua phần câu hỏi định giá để củng cố phần bài học ngày hôm nay của chúng ta. Thì câu đầu tiên là một bệnh nhân nam 44 tuổi được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 lần đầu tiên. Bệnh nhân này thì sẽ không có mắc bệnh này. Vậy thì thuốc điều trị đái tháo đường đầu tay là thuốc nào? Xin mời một bạn, mời bạn Huyền Trai. Bạn Huyền Trang có đây không? Bạn Thảo Trang lưu ý là lúc nãy là có một bạn và bây giờ có một bạn nữa, thì nhớ ghi tên lại cho cô nha. Cô ấy này là bằng anh, bằng nói là chỗ bàn mưa nên mà không hiểu bàn vào không được luôn hả cô? Không vô được học luôn hả? Hay là không, dạ. Không nói được? Dạ, bạn không vô được trong cái link này luôn á cô. Vậy thì giờ giải quyết như thế nào? Bạn không có 3G luôn hả? Dạ, vì lớp học này là lớp học thực hành, nếu mà bạn vắng thì sẽ bị hủy thi, cấm thi. Mà đâu có hết cuộc, buổi này là buổi của lớp em là buổi cuối rồi, đâu có học bù lại nữa đâu. Bạn nói tên gì? Dạ, em đây cô, tại vì cái... Không, cô đang nói với bạn Trang là bạn lúc nãy là bạn tên gì em? Dạ, bạn Lanh ạ. À. Bạn nói là mưa nên mà bạn lắc, bạn vô không được từ đầu tới giờ luôn ạ. Vô không được rồi, bạn sẽ học bù bằng cách gì? Thì bữa nay là buổi cuối rồi. Ủa, các em về quê rồi hả?
Dạ chưa. Ở bạn 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 Lan hay là ở ở đâu? Quê ở đâu? Dạ quê ở Đắk Lắk cô. Bạn về quê rồi hả? Dạ chắc là chưa đâu. Tí nữa em sẽ nói bạn Lan liên hệ lại với cô nha. Dạ vâng. Ừ, dạ. Mời bạn Trang trình bày. Trang giải thích luôn vì sao em lại lựa chọn thứ này nhé. À, dạ thưa cô làm. Dạ thưa cô là em chọn MacBook Mini ạ, đáp án B ạ. Ừ, rồi, vì sao em chọn MacBook Mini? Dạ thưa cô là em nghĩ là tại vì bệnh nhân này là không có bệnh nền, không có bệnh gì liên quan đến tim cũng như là thận hay là gan, cho nên là em chọn cái thuốc đó để cho cái thuốc đầu tay để điều trị đái tháo đường đó cô. Ừ, cảm ơn em. À, có bạn nào có ý kiến khác không? Mời bạn Huỳnh Tiến Đạt. Bạn Tiến Đạt có ở trong lớp không? Dạ dạ có cô. Ừ. Em có đồng ý với lựa chọn của bạn không? Dạ em đồng ý cô. Ừ. Cảm ơn hai bạn, thì câu trả lời của bạn Huyền Trang rất là chính xác. Tiếp theo câu thứ hai, bệnh nhân nam được chẩn đoán nhiễm trùng sơ tôn đái tháo đường tiếp 2, thì thuốc nào sau đây được chỉ định ở bệnh nhân này? Các bạn nào có giơ tay phát biểu thì có ý kiến nào không, cô sẽ đọc tên nha. Mời bạn Doãn Tường Vi. Mời bạn giảm Doãn Tường Vi. Cô bạn Vi hồi đầu giờ là coi vô bằng điện thoại cũng lát khó hả cô? Là em trả lời câu này cho được không cô? Ờ được, nhưng mà quan trọng là bạn có học được không? Dạ à, hồi đầu bạn báo là bạn vô điện thoại đó lát, nhưng mà xíu nữa bạn vô được rồi cô. Chứ bạn trả lời ở dưới máy chat cô kìa. À, cảm ơn bạn bạn Vi. Thì bạn Trang có thể giải thích cho bạn Vi là vì sao chọn câu D không? Thì bạn theo Vi thì Vi chọn câu này. Á à, theo Trang. Cô là em cũng chọn Achabit nữa cô. Ừ, thì đây là insulin có tác dụng nhanh. Ừ. Nên mình sẽ truyền tĩnh mạch, sẽ cấp cứu nhiễm toan kê tông đái tháo đường, nên em chọn D. Ừ. Chính xác. Rồi, cảm ơn câu trả lời của bạn Trang. Câu trả lời của bạn Trang và bạn Vi rất là chính xác. Thế này là câu 3. Khi cần sự khởi trị insulin cho người bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, trong trường hợp thuốc uống và kết hợp thuốc không đạt được mục tiêu điều trị, vậy thì loại insulin được lựa chọn để thêm vào là? Mời bạn Nguyễn Quỳnh Như. Dạ em đây cô. Ừ. Theo em thì em sẽ chọn đáp án nào? Dạ. Theo em chọn C ạ. Ừ. Thì sao em lại chọn C? Ừ. Vì có tác dụng chậm cô. Có tác dụng chậm. Dạ. Yeah. Ừ. Glargine là thuộc nhóm insulin gì em? Dạ. Yeah. Glargine thuộc nhóm insulin gì em? Dạ thưa cô là tác dụng kéo dài ạ. Ừ. Và nhóm tác dụng kéo dài này thì nó sẽ như thế nào?
lúc nãy cô có chú ý rồi đó. Nếu là bạn quen, có bạn nào giúp bạn Như không? Rồi bạn Quân đi. Bạn Hoàng Quân, Quân Hoàng gì đó. Bạn Quân có tham gia lớp học không? Cô bạn Quân đi hồi sáng là đi học cùng với lớp xe, rồi chiều nay bạn đi chạy chậm lại, mà tại vì bạn lớp trưởng không báo lên sách lên cho cô nên em nói bạn vô có mặt rồi đó cô. Ừ. Rồi bạn đi chạy chậm nữa hả? Là chiều bạn đang ở chạy chậm nhưng mà bạn vô có để có mặt, cái tại em sợ cô lớp trưởng không gửi danh sách cho cô rồi đánh vắng đó cô. Đâu, hồi sáng lớp trưởng có gửi hết cho cô rồi, lớp trưởng dạ, gửi có 18 bạn nhưng mà vắng mất bạn Quân, không gõ thiếu bắt tay bạn Quân cô. Tức là hồi sáng lớp em là 19 bạn luôn à? Dạ đúng rồi cô. Tức là chiều nay chỉ còn học 10 là còn 38 đứa. Mà dạ. Lúc nãy là mình điểm danh thứ mấy? Hồi nãy là từ đầu giờ là thiếu hai bạn, là có một bạn là cô giảng bài là vô, còn bạn Quân là em tìm cả buổi em mới biết là thiếu bạn Quân nên là em nhắn bạn vô đó cô. Ừ. Dạ. Yeah. Mời bạn tìm, mời bạn Vũ Phương Thúy. Hoàng Thúy có đây không? Dạ. Ừ. Cô ơi, bên chỗ em mạng nó hơi yếu một xíu. Cô nghe không? Ừ. Ừ, giờ cô nghe rồi. Em thì thêm thì em có chọn câu nào? Dạ thưa cô là thưa cô đáp án C. Ừ, thì sao anh chọn đáp án C? Thưa cô là Glacking không có định tác dụng. Ừ. Mà nó còn được gọi là insulin gì? Thưa cô, insulin nền. Ờ. Trong trường hợp bệnh nhân khởi chịu insulin, trong trường hợp bệnh nhân dùng thuốc uống đái tháo đường tiếp 2 mà dùng thuốc uống không có đạt được mục đích thì chúng ta phải dùng insulin nền để thêm vào một liều duy nhất trong ngày. Mà insulin được lựa chọn sẽ là nhóm thuốc insulin tác dụng kéo dài, vì nó không có tác dụng đỉnh nên nó sẽ làm hạn chế việc tình trạng hạ đường huyết. Thứ hai được là nó sẽ duy trì một lượng insulin trong ngày trong cả 24 giờ, nên nó sẽ ảnh hưởng đến insulin, ảnh hưởng đến nồng độ gluco trong máu cả ngày, thì nên chúng ta sẽ lựa chọn số đáp án C. Cảm ơn câu trả lời của bạn. Cảm ơn câu hỏi lời bạn Thuyết. Và câu trả lời thứ tư. Vậy thì đối với một bệnh nhân như trên, điều trị xong thời gian điều trị metformin không đạt mục tiêu điều trị, khi đi khám xét nghiệm đường máu đói là 17 mmol/L, HbA1c là 9.4%. Vậy thì liều insulin nền bắt đầu cho người bệnh đái tháo đường này là bao nhiêu? Với bệnh nhân này là không có bệnh kèm theo, hoặc không khi tình trạng đi khám nhập viện là không có tình trạng cấp cứu. Mời bạn
hình người thì dung nhuyễn. Bạn thì Dung có ở đây không? Là có ạ. Theo em thì em sẽ chọn đáp án nào? Dạ, theo em thì em sẽ chọn đáp án là A. À. Cảm ơn em. Các bạn nào có ý kiến khác không? Chọn B hả cô? Vì sao em lại chọn B? Cô là em thấy HB một C 9,4% lớn hơn 8% nên em chọn 0,2 đến 0,3 đơn vị trên ký nữa cô. 0,8% là gì mà em lại chọn mục tiêu? 8% là gì mà em lại lựa chọn số 8% để mà em căn cứ vào? Bữa nào em đọc sách em thấy có 8% đó, em nhớ cả ngày cũng rõ luôn. Thì cái liều insulin ngày này á là sẽ tùy theo bệnh nhân như lúc nãy cô đã nói rồi. Và khi mà 8,9.4 này á là hầu như là không đạt được mục tiêu điều trị. Mục tiêu điều trị tùy theo mỗi cá thể, ví dụ như đối với người bệnh cao tuổi thì mục tiêu điều trị của chúng ta HbA1c á sẽ cao hơn là đối với người bệnh trẻ tuổi không có bệnh nền, hoặc là cao sẽ cao hơn người bệnh có bệnh nền. Thì tuy nhiên đối với bệnh nhân này là không có bệnh nền, trong tình trạng cũng không có cấp cứu, mà HbA1c chúng ta 9.4 có nghĩa là nó sẽ không đạt được mục tiêu điều trị, nên chúng ta chỉ cần khởi trị liều ban đầu là 0.1 đến 0.2 thôi em nha. Còn cái 0.2, 0.3 này, trong trường hợp HbA1c nó cũng cao nhưng mà bệnh nhân có thể là có bệnh kèm theo hoặc có bệnh lý đó, giống như vô viện với trường hợp cấp cứu thì mình có thể là nâng cái liều lên. Cảm ơn sự thắc mắc của bạn Trang. Thì bạn Ngọc có ý kiến là bạn nói đi em, là cứ trình bày đi em. Cô dạy thì cái liều từ 0.3 đến 0.4 á cô, là khi nào mình dùng, rồi 0.4 đến 0.5. Cái này á em, nó sẽ không có theo phác đồ á, là liều bắt đầu nên sử dụng là từ 10 đơn vị hoặc là 0.1 đến 0.2 đơn vị trên ký. Còn tùy theo, cái này nó sẽ không có rõ ràng, không có rõ ràng là trong trường hợp nào chúng ta phải như thế mà với mức độ như thế nào, mà trong trường hợp nào chúng ta sẽ dùng liều phải chỉnh như thế nào, mà chúng ta sẽ chỉnh liều. Em phải chỉnh liều đầu tiên thì các bạn chưa học cái phần đái tháo đường nhưng giờ cô nói thì cũng khó. Nhưng mà trong trường hợp mà bệnh nhân vào viện với mình mà với một cái tình trạng hôn mê nhiễm con, hay là hôn trong trường hợp cấp cứu như là do tăng áp lực thẩm thấu hoặc là những cái biểu hiện khác, thì bệnh nhân tùy theo cái mức độ nặng của bệnh nhân mà mình sẽ chỉnh liều, và người lựa chọn sẽ là bác sĩ điều trị. Và ở đây là nó sẽ theo lâm sàng chứ không có một cái gọi là gì, một cái chuẩn mực là không có một con số cố định, chẳng hạn như là lượng glucose nào thì mình phải là 0.2, 0.3, rồi glucose nào thì 0.3, 0.4. Nó sẽ linh hoạt theo từng bệnh nhân em nha. Còn khi mà đối với bệnh nhân mà không đạt được mục tiêu điều trị mà mình loại trừ hết, như là không có bệnh này mà không có tình trạng cấp cứu, thì mình sẽ dùng liều insulin là từ 0.1 đến 0.2 liều này là mới, đó là chắc chắn thôi. Còn trong các trường hợp khác thì tùy theo mức độ của bệnh nhân mình sẽ lựa chọn liều khác nhau và mình sẽ chỉnh liều hàng ngày. Thì khi mà người ta đã nhập viện rồi á thì người ta sẽ được theo dõi hàng ngày. Còn khi mà bệnh nhân mà chỉ định mà insulin này ban đầu mà không có tình trạng cấp cứu thì bệnh nhân sẽ được cho về nhà điều trị. Người ta sẽ điều trị thử khoảng, có thể nhập viện hoặc là không nhập viện, thì người ta có thể
điều trị insulin có thể là với dùng liều 0.1 đến 0.2 được thì nguy cơ hạ đường huyết rất thấp. Dạ cô, vậy thì khi mà mình điều trị cô, xong mình theo dõi cái đường huyết của người ta là mình sẽ theo dõi theo cũng là đo đường huyết khi đói, tại là khi đường huyết mà để đáp mình điều trị mình nó đáp ứng được thì cái đường huyết lúc đó là nó phải dao động từ đó đến đâu thì mình có thể giữ liều đó. Thứ nhất á, là người ta sẽ chỉnh liều theo cái không phải là đường huyết lúc đói đâu em. Khi mà trong trường hợp cấp cứu á, không có thể nào mà để bệnh nhân nhịn 8 tiếng mình mới điều trị được. Lúc đó mình sẽ tạm thời lấy đường máu mau mạch để mình chỉnh liều tạm thời thôi nha. Còn khi nào mà bệnh nhân trường hợp cấp cứu ổn định thì mình lúc đó mình mới xác định về lý do máu đói. Và trước khi ra viện mình sẽ điều chỉnh được cái đơn vị cần thiết với bệnh nhân. Còn cái nồng độ nào mà nó hợp lý thì cô nói rồi đó, với tùy theo bệnh nhân mình chúng ta sẽ có mục tiêu điều trị khác nhau. Tùy theo phác đồ, đối với phác đồ ADA thì mình sẽ điều trị theo thứ nhất là bệnh nhân có bệnh nền hay không, thứ hai là bệnh nhân độ tuổi như thế nào, và thứ ba nữa là tình trạng đáp ứng của bệnh nhân thì mình sẽ chỉnh liều, và mức độ như thế nào là còn gọi là mục tiêu điều trị, mục tiêu đích thì tùy theo bệnh nhân. Đối với bệnh nhân HbA1c mà bệnh nhân cao tuổi thì thường sẽ dao động xung quanh khoảng 7.5 là đặt mục tiêu điều trị, còn những bệnh nhân khác thì sẽ có mục tiêu điều trị khác nhau. Trong phác đồ không có rõ ràng hết, nên là nếu mà em muốn tìm hiểu thì em có thể tìm hiểu qua cái phác đồ của ADA năm 2022. Dạ cô. Dạ em cảm ơn cô. Các bạn nào còn thắc mắc gì nữa không? Dạ cô, cho em xin slide được không ạ? Ấy là em xin slide để làm gì? Thì slide của cô là hầu hết trong sách tức là chỉ thể hiện về cơ chế thôi, tức lại là phần của cô là hầu như là cô sẽ không có ra đề thi, những cái phần cô mà bổ sung cho tụi em á là không có đề thi, nên là tụi em xin slide để làm gì? Dạ cái cô slide của cô là toàn cơ chế thôi, thì tụi em cũng muốn xem nó để cơ chế học của cô cũng đang có rồi. Nếu mà tụi em muốn học về cái cơ chế để mà nhớ rõ hơn á thì để khi nào cô chỉnh slide cho nó chỉnh sửa chính tả một xíu rồi cô sẽ gửi qua bạn lớp trưởng. Dạ cảm ơn ạ. Cô ơi cho em hỏi quá, thần cộng bé đau dì hỏa và bài tiết insulin thì nếu như bệnh nhân bị suy thận thì mình tăng hay giảm liều cô? Bệnh nhân suy thận tăng hay giảm liều à? Liều gì em? Em nói thuốc ở đây là thuốc gì hay là nói chung luôn? Dạ nói chung á. Nói chung luôn. Thì nói chung luôn thì hầu như là insulin. Em đang nói insulin đúng không? Hay là... Dạ vâng ạ. Insulin. Insulin... thì là insulin được lọc ở cầu thận và tái hấp thu ở ống thận. Ý của em là chỗ đây đúng không? Khi mà insulin được lọc ở cầu thận và tái hấp thu ở ống thận, khi bệnh nhân bị suy thận thì chức năng thận của nó sẽ giảm. Thì tất nhiên mình sẽ chỉnh liều. Hầu như người ta khi mà người ta tái hấp thu ở ống thận sẽ giảm thì nồng độ insulin trong máu sẽ giảm. Vậy thì chúng ta sẽ chỉnh liều như thế nào? Thường người ta sẽ chỉnh liều tăng lên, mà người ta sẽ không chỉnh liều theo mức độ lọc là cầu thận đâu em. Người ta sẽ chỉnh liều theo glucose máu và theo HbA1c. Thì những cái này nếu mà khi mà bệnh nhân insulin trong máu nó không đạt được mục tiêu điều trị bất kể nguyên nhân gì
mà suy thận là một trong những cái nguyên nhân là gây tăng mức insulin. Thì tăng mức insulin thì nồng độ gluco trong máu và HbA1c nó sẽ tăng lên. Thì tăng lên thì mình sẽ không đạt được mục tiêu điều trị. Thì lúc đó chúng ta sẽ chỉnh liều mà hầu như là chỉnh tăng lên. Nên là cái nguyên nhân suy thận nó sẽ là nguyên nhân gián tiếp để mình chỉnh liều, là vì mình không đạt được mục tiêu điều trị. Không biết bạn nào vừa hỏi cô ấy nhỉ? Dạ, em cảm ơn cô. Rõ chưa? Rõ không? Dạ, rồi. Dạ, rồi ạ. Trong tất cả các nguyên nhân người ta đều phải quy vào mục tiêu điều trị hết. Giống như là lúc nãy cô nói là trong trường hợp mà bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà có stress á, thì lúc đó vì sao mình dùng insulin? Vì insulin thứ nhất là nó tác dụng tại thời điểm đó, và thứ hai là nó sẽ không có dễ bị phá hủy, nên là nó sẽ không tác dụng kéo dài. Vậy nên khi mà trong bệnh nhân thấy tình trạng stress, có nghĩa là bệnh nhân ngưng không có hết phẫu thuật này, hoặc là bệnh nhân đã giảm tình trạng nhiễm trùng rồi đó, thì khi mình ngưng thuốc rồi đó, thì nó sẽ không còn tác dụng hạ đường máu nữa, thì lúc đó mình sẽ tránh được cái nguy cơ hạ đường máu bệnh nhân. Nên là trong tất cả các nguyên nhân điều trị đái tháo đường thì mình đều quy vào các nguyên nhân gây ảnh hưởng đường huyết, thì mình đều quy vào mục tiêu điều trị để mình chỉnh liều hết, chứ không phải là chỉnh liều theo cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân. Các bạn nào còn ý kiến thắc mắc gì nữa không? Nếu các bạn không thắc mắc gì thì chúng ta sẽ kết thúc vào buổi học chúng ta ngày hôm nay. Thì phần này cô sẽ gửi slide lại cho các trưởng sau. Bạn nào trong quá trình học có ý kiến thắc mắc gì thì cứ hỏi, chưa có hỏi được thì có thể nhắn tin qua Gmail cho cô cũng được. Cô nếu mà cô có thời gian cô sẽ trả lời cho các bạn. Thì như ngày hôm trước cô có hỏi Thi thì cảm thấy các bạn đang bị hỏng một cách về cách học, là hy vọng là sau thi này. Về điểm số thì không quan trọng, vì đối với cô sẽ không cho bạn nào rớt. Tuy nhiên bạn nào hôm trước cô nói là cô nhăm nha đánh rớt á, các bạn phải về thay đổi cách học, vì cách học của các bạn đang bị ảnh hưởng, nó sẽ không có hiệu quả dù các bạn có học nhiều hay học ít. Thì thứ nhất các bạn sẽ học theo kiểu là nhớ học vạt, các bạn chỉ nhớ thôi, nhưng là sau một thời gian các bạn đi mà không ảnh hưởng đụng tới nó, các bạn sẽ quên. Thứ hai nữa là các bạn sẽ không đi sâu vào, vì sau chúng ta có được các triệu chứng đó, nên là các bạn không tìm hiểu được cơ chế của nó, nên là các bạn sẽ bị mất đi về cơ chế này. Các bạn sẽ không mất đi được là vì sao cái bệnh này nó có bệnh cơ chế này, vì sao bệnh này là có triệu chứng này mà bệnh khác có triệu chứng khác, vì sao trong bệnh này nó lại gây ra có triệu chứng như thế. Các bạn phải quay lại cơ chế thì các bạn sẽ phải mới nhớ được. Qua bao nhiêu năm sau này các bạn lên Y4 thì các bạn sẽ học chủ yếu là chẩn đoán và hướng điều trị bệnh nhân, thì các bạn phải nhớ nắm được cái triệu chứng của nó, vì sao nó gây ra được triệu chứng đó thì các bạn mới chẩn đoán được. Mà các bạn chẩn đoán được thì các bạn mới tìm hiểu được là bệnh này thì chúng ta phải điều trị thuốc nào chứ. Nếu bạn không đi sâu vào cơ chế thì làm sao các bạn lựa chọn thuốc được. Nên là các bạn hãy mới thi vấn đáp lần đầu tiên thôi, thì các thầy cô chả ai làm khó cho em hết. Nhưng mà hy vọng là các bạn sau mỗi cuộc thi các bạn sẽ rút ra được là kinh nghiệm thi cho mình, kinh nghiệm học của mình, để sau này chúng ta có một cái cách học tốt hơn, hiệu quả hơn. Đó là phần ý kiến của cô thôi. Bạn Lức, bạn Vy có bạn Trang có ý kiến gì hả Trang? Dạ cô, ví dụ như dược lý nè cô. Em thấy cái khối lượng kiến thức nó quá nhiều thì tới cách học là cho nó hiệu quả hơn. Cô vừa cứ học trước thì chị đang quên sau rồi quên cái
cơ chế này của chị Vinh dễ quá. Thì thật ra về học bệnh học ấy, hay là dược lý gì á thì nó cũng, dược lý là môn cực kỳ khó. Vì sao? Vì thứ nhất á, tụi em nhớ số lượng kiến thức nó quá là nhiều. Thứ hai nữa là nó sẽ không giống như bệnh học, nó có cơ chế rõ ràng. Có những thuốc nó có cơ chế, có những thuốc nó không có cơ chế. Thì tụi em rất là khó nhớ. Vậy thì các bạn sẽ học bằng cách gì? Bằng cách là mỗi lần các bạn đi khám lâm sàng trong mỗi ca bệnh đó, thì bên cạnh các bạn khám xong, khám triệu chứng xong ấy rồi, để các bạn tìm hiểu xem thử là bệnh nhân đang sử dụng thuốc gì. Và các bạn nên nhớ về xem lại là vì sao. Các bạn phải, nói chung là phải, dược lý là các bạn phải xem nhiều thôi. Các bạn xem nhiều và trên từng bệnh nhân thì các bạn sẽ linh hoạt hơn. Thì đôi lúc là sẽ có những nhóm thuốc các bạn sẽ không được dùng. Có bệnh nhân này không dùng và bệnh nhân khác dùng. Nên là các bạn phải học trên từng bệnh nhân thì sẽ nhớ lâu hơn. Đó là cách học duy nhất của phần dược lý thôi. Cô cũng phải là đi, cô không thể nào mà nhớ hết được tất cả các kiến thức dược lý được. Mà cô cũng phải là, ví dụ như là bệnh nhân này đi lâm sàng của cô sẽ ngược lại, cô sẽ ngược lại chị em vì cô đã tới phần chẩn đoán rồi. Thì chẩn đoán rồi thì cô sẽ tìm hiểu được là bệnh nhân này nguyên nhân gây bệnh, chẳng hạn như là bệnh nhân này đang bị viêm phổi chẳng hạn. Thì viêm phổi thì hầu như là do nguyên nhân là gan vân dương, thì cô sẽ đọc lại là kháng sinh nào sẽ ảnh hưởng đến gan dương. Và bệnh nhân này có bệnh kèm lý, bệnh kèm gì đặc biệt hay không? Chẳng hạn như là bệnh nhân điều trị viêm phổi từ 2 đến 5 tuổi thì hay gặp nhất là phế cầu và HI. Thì hầu như hai cái con này đó là đều vi khuẩn gram dương. Thì nhóm nào sẽ tác dụng tốt ở gram dương là cepha 1 đến cepha 3 này. Thứ hai là nhóm beta lactam, nhóm penicillin, mà trong đó là penicillin của nhóm amoxicillin đó. Thì vì sao? Và thì cô sẽ lựa chọn vì sao trên lâm sàng người ta sẽ sử dụng amoxicillin với lại acid clavulanic. Và trong trường khi mà, nhưng mà lại acid clavulanic với lại amox khi mà kết hợp á thì nó sẽ gây dễ bị tiêu dạ chảy, nên là trong trường hợp bệnh nhân đang tiêu chảy cô sẽ không sử dụng thuốc đó. Cô sẽ dùng thuốc thay thế khác là nhóm thuốc cepha 2, nó vẫn tác dụng được lên người răng dương là cefuroxim. Thì đó là cái cách mà cô nhớ khi mà đã được chẩn đoán được rồi và đã điều trị rồi. Đó là cách của cô nhớ về dược lý. Còn tụi em mới Y3 thì tụi em phải quay ngược lại, là tụi em phải tìm hiểu xem thử là vì sao bác sĩ bệnh nhân dùng thuốc này, thì thuốc này có tác dụng gì. Thì đó là cách học nhất thôi. Vì hiện tại các em chủ yếu là đi bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C và qua 54 là bệnh viện sản nhi. Nên là các mỗi, hầu như là các mỗi bệnh viện sẽ có mỗi nhóm thuốc khác nhau. Thì các bạn sẽ tập trung tìm hiểu các nhóm thuốc đang sử dụng trên lâm sàng để mình nhớ lâu nhất. Thì các bạn phải gặp nhiều thì các bạn mới nhớ được. Dạ, em cảm ơn. Còn bạn nào có câu hỏi chưa không? Nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì lớp chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây. Thì chúc các bạn qua tiếp tục học để tốt hơn, càng ngày càng cải thiện tốt hơn. Bên cạnh cái việc mà mình tham gia các hoạt động, mình vừa học y là vừa học, nhưng mà vừa học được, chơi được, thì bên cạnh cái việc hoạt động giải lao sau mỗi buổi học căng thẳng thì mình sẽ thay đổi cách học hơn. Chúng ta không cần phải học nhiều mà chúng ta vẫn có thể nhớ được, nhớ lâu hơn. Thì chúng ta học bác sĩ, sau này chúng ta sẽ quyết định tính mạng của bệnh nhân, nên chúng ta cần phải kỹ càng hơn. Thì chúc các em sẽ học tốt, thi tốt, và gần đây nhất là thi học kỳ tốt, có kết quả tốt. Và sau này nếu có cơ hội thì cô và các em sẽ trao đổi nhiều hơn, chứ không phải là cô nói nhiều như hôm nay, nói nhiều hôm nay rác cũ quá. Chúng ta sẽ là trao đổi như những người đồng nghiệp hơn là một người dạy cùng người học. Từ cách học đó chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Các bạn sẽ chủ động kiến thức của mình và các bạn sẽ hiểu rõ hơn.
Đó là những lời mà cô muốn nói. Thì tạm biệt các bạn. Dạ, tạm biệt em. Chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay nhé.